Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc mới thoát nạn, giờ chẳng án ai, choảng luôn Thủ tướng Chính. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch Phúc đã bị rơi vào tình thế tứ bời thọ địch. Hai vụ án lớn dí vào gia đình nhà ông, đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu nữa. Đến ngày cận kề hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch đi Nhật Bản dự đám tang cố Thủ tướng Nhật Abe bằng máy bay thương mại của thường dân như là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên, sau khi về đến để giữ chiếc ghế ở hội nghị Trung ương 6, thì sau 7 ngày căng thẳng, ông Chủ tịch nước đã trụ được. Đấy là thành công lớn của ông. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước phát biểu phang thẳng vào điểm yếu kém của chính phủ đang điều hành. Như tờ Thời báo Chuyên đề đã kết luận ở bản tin trước, thành công của người này chính là thất bại của người khác. Ông Chủ tịch Phúc trụ ở ghế thành công thì điều đó cũng có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm đã thất bại, ít nhất là hội nghị Trung ương lần thứ 6. Sau hội nghị, ông Chủ tịch Phúc xem như chút được gánh nặng ngàn cân khi buộc phải căng sức ra để đấu chân giữ ghế. Như vậy là ông Chủ tịch nước đã thoát nạn hội nghị Trung ương lần thứ 6. Sau hội nghị, mỗi phe cánh sẽ vận động thế lực ủng hộ để chiến tiếp ở hội nghị Trung ương tiếp theo. Cứ 6 tháng một lần thì các phe phái tiến lên trên võ đài choảng nhau hỗn loạn. Tuy ông Chủ tịch nước đang mới chiến thắng đẩy lùi quân địch, nhưng nhìn chung ở Trung ương Đảng khóa 13 từ năm 2021 cho đến năm 2026 với ông Chủ tịch nước vẫn là một thất bại. Thất bại ngay đại hội lần thứ 13 trước ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay là thất bại cay đắng nhất của ông Phúc. Từ vị trí quyền lực số 2 trong cơ cấu quyền lực, ông Nguyễn Xuân Phúc bị ông Phạm Minh Chính đẩy ra rìa và phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hữu danh vô thực. Sau khi thoát nạn trước liên minh hùng mạnh Trọng Lâm thì có thể nói giờ đây ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc không còn phải ngán ai nữa cả. Vào ngày 12 tháng 10, tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thừng tấn công vào những yếu kém của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết đích thân ông đã gọi điện cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo nhà nước cũng cho hay khi bản giao chính phủ mới là của Thủ tướng Phạm Minh Chính có đến 110 tỷ USD dự phòng, trong nước cũng sản xuất được xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Việc làm này của Nguyễn Xuân Phúc có vẻ như là quan tâm tới tình hình khó khăn của đất nước hiện nay, nhưng thực chất là ông Phúc đang thọc vào sự yếu kém của ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước được xem là ngồi ở vị trí nhàn rỗi, tuy nhiên ông Phúc dường như không muốn ngồi yên mà cố thọc vào chuyện của người khác. Những ngày qua, ông Phạm Minh Chính cho thấy việc điều hành chính phủ kém cỏi với tư duy nhạy bén của chính trị, ông Phúc đã chộp ngay lấy cơ hội để tấn công vào đối thủ này. Hiện giờ ông Chính dường như đang loay hoay với rất nhiều các tiêu cực ở chính phủ mà nhìn đâu cũng thấy mà không biết ông Phúc sẽ tận dụng điều này như thế nào. Sau khi ông Chủ tịch nước thoát nạn thì việc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ sau là cuộc đua tam mã sòng phẳng. Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Tuy ông Huệ có ưu thế nhất nhưng thời gian đến 3 năm còn khá dài. Chưa biết trước được điều gì, ai biết. Và họ sẽ chất chiêu từng cơ hội nhỏ thì người đó sẽ có cơ hội về sau. Cũng mới đây, trước hội nghị Trung lần thứ 6 thì cả là cuộc đua song mã giữa ông Thủ tướng và ông Chủ tịch Quốc hội. Vậy mà bây giờ cuộc đua đã thành tam mã. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch nước nhìn nhận ra một điều. Hóa ra ông không yếu như mọi người tưởng. Và cũng qua hội nghị Trung ương 6 thì liên minh Trọng Lâm cũng nhận ra, hóa ra họ cũng không mạnh như mọi người tưởng. Vì thế mà sau hội nghị Trung ương vừa qua giúp cho ông Chủ tịch nước tự tin hơn, và ông đã mạnh dạn phang vào những điểm huyệt yếu của đối thủ Phạm Minh Chính. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ra thế khủng của Trương Mỹ Lan, người phụ nữ nắm quyền lực ngầm làm điều tra viên phải xanh mặt. Bà Trương Mỹ Lan tên ban đầu là Trương Muội, bà Trương lấy tên Trương Lót, chữ Mỹ cho trùng với gia tộc Lê Trương của ông Lê Thanh Hải. Nhiều người cho rằng bà Trương Mỹ Lan và ông Lê Thanh Hải là một sự kết hợp giữa kinh tế và chính trị để thâu tóm đất vàng và tham nhũng chính sách ở đây. Đấy là mặt nổi, còn mặt ẩn phía sau bà Lan là cả một cánh tay quyền lực chính trị rất mạnh,
hỗ trợ cho nhóm lợi ích này. Bà Trương Mỹ Lan vốn là người Trung Quốc thế hệ thứ tư, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Gia đình bà có bề dày lịch sử hơn 100 năm tại Việt Nam. Vào thời nhà Thanh, tổ tiên của Trương Mỹ Lan đã di từ Sán Đầu đến Sài Gòn. Đây là hình ảnh vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Vùng phụ cận Sài Gòn là một trong ba chợ gạo lớn nhất thế giới. Công việc làm ăn của gia đình họ Trương ngày càng phát đạt. Chồng của Trương Mỹ Lan là Chu Ly, hay còn gọi là Chu Nạp Khê, Eric sống ở Hồng Kông. Chu Ly đã từng dừng việc học sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Hồng Kông vào những năm 1990. Rồi sau đó ông đã đến Đông Âu và Châu Phi và cuối cùng đã sang Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Bà Trương Mỹ Lan và chồng gặp nhau vào những năm 1980. Chu Ly, người chịu trách nhiệm kinh doanh của một thương hiệu bia Đức tại Hồng Kông, được một công ty Đức cử sang Việt Nam để mở mang thị trường ở đây. Sau khi ông Chu Ly gặp bà Trương Mỹ Lan, công việc kinh doanh của họ lên xuống thất thường. Vào năm 1991, Trương Mỹ Lan thành lập doanh nghiệp tư nhân Vạn Thịnh Phát và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Và năm sau, công ty được chuyển đổi thành Vạn Thịnh Phát. Ban đầu họ chủ yếu buôn bán, sau đó là kinh doanh nhà hàng, khách sạn và cuối cùng thì mở rộng sang phát triển bất động sản. Một số nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh do hai vợ chồng bà thành lập mà nên. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan đã cho xây dựng khách sạn Windsor, khách sạn cao cấp nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó, vào năm 2004. Khách sạn được đánh giá là khách sạn 5 sao vào năm 2006 và được chính phủ Việt Nam xác định là nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2006. Chu Ly đã áp dụng các nguồn lực tích lũy trong quá trình mở rộng kinh doanh bia Đức và hoạt động của khách sạn. Từ năm 2005, khách sạn Windsor đã tổ chức lễ hội Oktoberfest ở Đức. Sự kiện này đã trở nên phổ biến. Đây là hình ảnh một làm ăn kinh tế, một người hỗ trợ chính trị. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Thịnh Phát thâu tóm rất nhiều miếng đất vàng. Hầu hết những miếng đất đó được sự hỗ trợ từ ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan khá kín tiếng. Nó có nguyên nhân từ việc bà làm ăn với đối tác từ Trung Quốc nhiều hơn là làm ăn với các đối tác ở Việt Nam. Vì thế nên tên tuổi của đại gia đình họ Trương không ồn ào như những đại gia đình khác. Vấn đề bà Lan làm ăn với những ai, nguồn gốc như thế nào, người ta rất ít biết. Chỉ biết là quyền lực của bà Trương quá lớn. Cuối năm 2014, ông Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam lúc đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ bị lộ vì đã nhận hối lộ tới 1 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan, thì sau đó ông Ngọ đã phải nhắm mắt vĩnh viễn. Với kết quả này, giới điều tra lúc đó cũng xanh mặt, không dám điều tra bà Trương Mỹ Lan và vụ án đã chìm xuống. Đây là hình ảnh ông tướng Phạm Quý Ngọ đã phải chết vì bị bại lộ việc nhận 1 triệu đô la từ Trương Mỹ Lan. Theo thông tin ghi nhận được, cảnh sát điều tra của Bộ Công an ngày đó đã điều tra vụ hối lộ của bà, giờ đây không còn ai nữa. Vì thế, nhóm mới lên làm mới nhận nhiệm vụ điều tra bà Trương Mỹ Lan. Không biết quyền lực ngầm của bà Trương Mỹ Lan hiện nay còn đáng sợ như trước đây 8 năm hay không? Nếu giả sử xử như bà không còn quyền lực như cũ, thì với hai cái chết chưa đầy 4 ngày, cũng đủ thấy bà Trương Mỹ Lan có thứ quyền lực thật đáng sợ cỡ nào. Trước đây, đến Thứ trưởng Bộ Công an, cấp tướng của Việt Nam cũng còn xanh cỏ, thế riêng cái uy đó, bà cũng khiến nhiều người phải e ngại.